Cách đây vài năm, vào tháng 6 năm 2002, một vật thể kỳ lạ đã được đưa ra ánh sáng. Vật thể có được đặt tên là đá Lan Châu, đã được tìm thấy bởi một nhà sưu tập Trung Quốc đến từ Lan Châu, tên là Zhi Lingwang. Cổ vật kỳ lạ này thực tế là một tảng đá được gặm một thanh kim loại vặn gen ở bên trong. Zhi Lingwang đã phát hiện ra viên đá kỳ lạ này ở gần vùng núi Ma Rong, ở biên giới hai tỉnh Cam Túc và Tây Giang, Trung Quốc. Sau đó, nhiều chuyên gia khoa học không gian và các nhà nghiên cứu đã đổ dồn sự chú ý vào đá Lan Châu. Họ tin rằng nó là một hiện vật ngoài không gian. Hòn đá kỳ lạ có kích thước khoảng dài 8cm, rộng 6cm và cao 6cm, có hình quả lê, nặng 466 gram và rất cứng. Qua những phân tích sơ bộ, chúng ta biết được rằng viên đá này thuộc loại hoàn toàn chưa được biết tới. Nó khác biệt hoàn toàn với những loại đá phổ biến trên trái đất. Do đó, nhiều người nghi ngờ rằng viên đá này là một thiên thạch. Tuy nhiên, điều khiến người ta tò mò không chỉ xuất phát từ thành phần của viên đá. Thêm vào đó, điều khiến mọi người thực sự tò mò chính là thanh kim loại có gen tương tự như ốc vít được găm vào bên trong nó. Trong một đoạn trích từ tin tức buổi sáng Lan Du vào ngày 26 tháng 6 năm 2002, hơn 10 nhà địa chất và nhà vật lý toàn cầu từ Cục Tài nguyên Đất Quốc gia tỉnh Cam Túc, Cục Khảo sát Kim loại màu tỉnh Cam Túc, Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản thuộc Học viện Trung Quốc, chi nhánh Lan Châu và Trường Tài nguyên và Môi trường thuộc Cao đẳng Lan Châu đã tập hợp lại để nghiên cứu về nguồn gốc của loại đá bí ẩn này. Sau khi thảo luận về khả năng là do con người hiện đại tạo ra và các lý do có thể hình thành nó, các nhà khoa học đã nhất trí xếp loại đá này là một trong những đồ vật có giá trị nhất ở Trung Quốc và trên thế giới để thu thập, nghiên cứu và khảo cổ học. Trong khi nghiên cứu sự hình thành của viên đá bí ẩn này, các nhà khoa học đã đưa ra những giả thuyết lớn. Một trong những giả thuyết đó nói rằng có thể viên đá này chính là di tích còn sót lại của một nền văn minh tiền sử, một nền văn minh tương tự như nền văn minh của chúng ta, được cho là đã tồn tại trên trái đất trước nền văn minh của con người hiện đại. Giả thuyết Silurian là một công trình kích thích tư duy đánh giá khả năng của khoa học hiện đại trong việc phát hiện bằng chứng về một nền văn minh tiên tiến trước đây có thể tồn tại từ vài triệu hoặc vài trăm triệu năm trước. Rất có thể trong lịch sử xa xôi của nhân loại vẫn còn thiếu sót một điều gì đó. Lịch sử và khảo cổ học rõ ràng không phản ánh toàn bộ bức tranh quá khứ của chúng ta và những vật thể như đá Lan Châu là bằng chứng cho điều đó. Theo các nhà nghiên cứu, 300 triệu năm trước, siêu lục địa Pangea hình thành. Đó là thời gian mà người ta tin rằng vít Lan Châu đã được tạo ra. Và thật kỳ lạ, vít Lan Châu có lịch sử tương tự. Nhiều loại vít được phát hiện ở Nga vào những năm 90 của thế kỷ trước. Chiếc đinh vít của Nga cũng được gắn vào đá, được tìm thấy một cách tình cờ khi các nhà nghiên cứu đang tiến hành phân tích sau vụ rơi thiên thạch ở vùng Kaluga, khi họ bắt gặp một vật thể bí ẩn giống như một chiếc đinh vít thời hiện đại. Các cuộc thử nghiệm được thực hiện trên tảng đá bí ẩn từ Nga đã chứng minh rằng có một số đinh vít được gắn vào cấu trúc. Điều kỳ lạ là tuổi của chiếc vít ở Nga được cho là trùng khớp chính xác với chiếc được tìm thấy ở Trung Quốc. Có thể là hàng triệu năm trước, trái đất là nơi cư trú của một loài hoàn toàn khác rất nhiều so với chúng ta ngày nay. Những vật thể giống như vật thể được tìm thấy ở Trung Quốc và Nga hướng tới khả năng các nền văn minh tiên tiến có thể đã tồn tại hàng triệu năm trước trên hành tinh của chúng ta. Khảo cổ học và lịch sử dòng chính sẽ tiếp tục phủ nhận những phát hiện này vì chúng có khả năng khiến chúng ta phải viết lại sách lịch sử. Trong một bài báo có tên giả thuyết Silurian được xuất bản trên tạp chí Sinh vật học Thiên văn của Đại học Cambridge, Adam Frank, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Rochester, và Gavin Smith, giám đốc Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA, đã đề xuất một nền văn minh tiên tiến trước khi con người xuất hiện và biết suy nghĩ. Ông nói, chúng ta có thực sự là giống loài công nghệ đầu tiên trên trái đất? Liệu có thể phát hiện ra một nền văn minh công nghiệp trong hồ sơ địa chất không? Chúng ta có một xã hội công nghiệp chỉ khoảng 300 năm, nhưng đã có một cuộc sống phức tạp trên đất liền gần 400 triệu năm. Việc khám phá các hiện vật vật lý chắc chắn sẽ là bằng chứng đầy kịch tính của nền văn minh trước loài người trên trái đất. Theo Smith, có thể khoảng thời gian mà trong đó một nền văn minh để lại dấu vết của mình ngắn hơn rất nhiều so với tổng thời gian tồn tại của nền văn minh ấy, bởi lẽ một nền văn minh không thể tồn tại quá lâu khi vẫn làm những thứ như chúng ta vẫn đang làm đây. Có thể thấy, trái đất chính là hành tinh duy nhất mà chúng ta chắc chắn 100% rằng sự sống có thể tồn tại, và câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có thể tự tìm kiếm dấu vết của một nền văn minh tiên tiến đã xuất hiện trước chúng ta trong lịch sử 4,5 tỷ năm phát triển của trái đất hay không?
Có lẽ thế giới mà ta đang sống rất có thể đã tạo ra nhiều hơn một nền văn minh. Nếu hôm nay loài người tuyệt chủng, bất kỳ nền văn minh nào có thể phát sinh trên trái đất hàng triệu năm sau chắc sẽ khó để nhận ra nền văn minh nhân loại của chúng ta. Cũng giống như vậy, chúng ta có thể sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm dấu vết nếu có một số nền văn minh từng tồn tại trên trái đất hàng triệu năm trước. Các thành phố của chúng ta chỉ chiếm 1% bề mặt trái đất. Tất cả các thành phố tương tự từ những nền văn minh trước đó đều dễ bị các nhà khảo cổ bỏ qua, và không ai mong sẽ tìm được một chiếc iPhone thời kỳ khủng long vì chẳng có một món đồ nào có thể tồn tại qua hàng triệu năm như thế. Theo Frank và Smith, vì hóa thạch là tương đối hiếm và rất ít được tìm thấy ở trên trái đất do các hoạt động xói mòn và điều kiện kiến tạo sẽ hủy hoại sự tồn tại lâu dài của các cổ vật. Do vậy, cơ hội tìm thấy bằng chứng trực tiếp của một nền văn minh như các hiện vật công nghệ là vô cùng nhỏ. Chúng ta đã quen với việc hình dung các nền văn minh đã tuyệt chủng dưới dạng các bức tượng bị chìm và tàn tích dưới lòng đất. Những loại hiện vật này của các xã hội trước đây đều tốt nếu chúng ta chỉ quan tâm đến các khoảng thời gian của vài nghìn năm. Nhưng một khi chúng ta tiếp tục quay ngược trở lại hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu năm, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nếu như ta tìm thấy dấu vết của một nền văn minh trước con người, có lẽ đó sẽ là một bài học quý giá cho chính chúng ta. Có thể chính những hành động phá hoại môi trường đã xóa sổ nền văn minh trước đây và nhân loại lại phát triển từ con số 0 ra được chúng ta như ngày hôm nay. Một trong những giả thuyết khác cho rằng đá Lan Châu có thể là một thiên thạch mang thông điệp dưới dạng thanh kim loại vặn vít được bao bọc an toàn bên trong viên đá. Giả thuyết này cho rằng các thông điệp có thể được gửi bởi một nền văn minh ngoài trái đất, giống như cách mà chúng ta gửi thông điệp trên tàu Voyager. Cuối cùng, tất cả các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đều không chắc chắn về nguồn gốc của hiện vật và chỉ ra rằng tại thời điểm này, mọi giả thuyết đều có thể xảy ra. Hiện vị trí của viên đá và nghiên cứu về nó cũng không được tiết lộ. Mặc dù vậy, có rất nhiều giả thuyết bí ẩn đã được lưu truyền trên các mạng xã hội. Viên đá vẫn chưa được xác định danh tính và vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Nhưng nếu viên đá thực sự là một thiên thạch thì nó cho chúng ta một manh mối chính rằng chúng ta không hề đơn độc trong vũ trụ bao la này và ai đó đang cố gắng thiết lập mối liên hệ với chúng ta, cũng giống như cách chúng ta cố gắng thiết lập mối liên hệ với các nền văn minh khác ngoài trái đất.